chúng ta thấy được là khi mà giá điều chỉnh đi xuống đó thì tôi nghĩ đây cũng là một điều rất là cần thiết. tại vì thường đã chia sẻ với các bạn trong cái bài viết hồi sáng này, chúng ta thấy được là giá điều chỉnh xuống thì một trong những điều tốt là các bạn thấy là thị trường nó sẽ nguội lại khi mà các bạn thấy là giá bitcoin đó thực sự đã tăng rất nhiều trong vòng 2 tuần qua đó giá bitcoin đã tăng từ cái mức là 43.000 lên tới gần như là 62.000 cũng như đã tăng 40% trong vòng chỉ có hai tuần thôi các bạn nên nhớ là giá Bitcoin hồi phục rất là lẹ Trong vòng 2 tuần đi từ 43.000 lên tới 61.800 Tăng 40% cho nên ngày hôm nay điều chỉnh cho xuống 13% cũng không gì gọi là quá bất ngờ Các bạn thấy là điều chỉnh là một phần rất bình thường của tất cả thị trường Và đối với Bitcoin nó lúc nào cũng có thể là đi xuống 20% Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy là Bitcoin vốn hóa nhỏ khi mà giá tăng Thì các bạn thấy cái dấu hiệu của người chốt lời thì đây là một dấu hiệu tốt để cho thị trường có thể ngụ lại và tiếp tục tăng trưởng cũng như là các bạn lái xe đi đường dài thì các bạn phải cần nghỉ ngơi, phải ngưng hoạt động xe một thời gian để máy ngồi lại để có thể tiếp tục chạy tiếp. Thì các bạn hãy đòi đầu tư crypto cũng như vậy mà thôi chúng ta không muốn là giá cứ tăng mãi và tăng mãi. Tại vì rất là dễ dàng dẫn đến cái thời kỳ gọi là hưng phấn. Các bạn muốn là giá tăng rồi có sự điều chỉnh rồi tăng tiếp. Đây là điều chúng ta rất muốn thấy và một trong những cái dẫn chứng các bạn cũng đang thấy là một trong những chỉ số chúng ta rất quan tâm đó chính là chỉ số no NUPL thì ngày hôm nay để thường cho các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy được giá có cái sự điều chỉnh xuống thì ngày hôm nay đã điều chỉnh xuống là 0,708 ở mức là 55 000 các bạn thấy được là chỉ số nô no này đã có cái sự nguội lại và chúng ta nhìn vào 0,708 đó các bạn thấy được là cái đợt mà tăng trưởng đi 0,708 chắc đi không lâu thì các bạn thấy được chúng ta không có cái mức là 0.08 nhưng mà 0,708 là giữa 38 và 45 ngàn thì cho là cái mức là 0,708 này là khoảng 41 ngàn đi thì bây giờ là giá Bitcoin ở mức là 55 ngàn thì từ 41 tới 55 là các bạn thấy khoảng chừng 14 ngàn thì các bạn thấy là bây giờ nếu như mà chúng ta đi ngược trở lên đó thì chúng ta cũng sẽ có nguy cơ đi và dùng màu xanh dương ở cái mức là khoảng 70 ngàn cho nên chúng ta vẫn muốn thấy là giá Bitcoin tiếp tục điều chỉnh ở cái mức này để cho chị nô nguội lại và đây là điều mà chúng ta rất là muốn thấy chúng ta không muốn cứ lên thẳng nếu như cứ tiếp tục thì sẽ rất dễ dàng chạm vào dùng màu xanh dương và chúng ta không muốn là chúng ta thấy dấu hiệu đỉnh bắt đầu xuất hiện khi mà giá Bitcoin chỉ mới có xây quanh 70.000 mà thôi cho nên điều chỉnh là một điều rất là cần thiết và chúng ta đã có khu điều chỉnh này ngày hôm nay cho nên đây cũng là một trong những cái thời điểm tốt mà thuận sẽ tiếp tục trung bình giá các bạn cũng đã biết là thường trung bình giá hàng tuần thì thuận không có bỏ một tuần nào hết tuần nào cũng trung bình giá tuần nào cũng trung bình giá đây cũng là cái lý do tại sao mà thuận chia sẻ với các bạn ở trên những mạng xã hội đó là sau nhiều năm trung bình giá đó thì có rất nhiều bạn hỏi thường là trung bình giá thì thường trung bình giá thì cái giá trung bình của thường là bao nhiêu có thể chia sẻ được hay là không thì một trong những cách đầu tư đơn giản nhất ở trong thị trường này là chính là trung bình giá tại vì các bạn không cần phải lo lắng là đâu là đời đỉnh đâu là đáy gì các bạn có cái lòng tin dài hạn thì trung bình giá là cách đầu tư rất đơn giản các bạn không cần phải quá nhục tâm dành quá nhiều thời gian để mà theo dõi thị trường cũng như là các bạn không có bị ảnh hưởng bởi tâm lý khi mà giá lên quá nhiều hay là giá xuống quá nhiều thì thường đã chia sẻ trong một cái thuyết cách đây một ngày thì một câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều từ các bạn là thuận trung bình giá 4 năm qua thì giá trung bình thường mua Bitcoin là bao nhiêu? Thực ra rất là khó tính, tại vì thứ nhất là thường tăng số tiền trung bình giá mỗi tuần lên liên tục. Thường có làm một cái bài liên quan đến trung bình giá sẽ được đăng ở trên cái channel Remitano. Khi mà có thì chia sẻ với các bạn để thường nói thêm về trung bình giá là như thế nào các bạn hãy chờ khoảng chừng vài ngày nữa thì sẽ có cái video đó thường sẽ chia sẻ trên channel này và điều thứ nhì tại sao mà trung bình giá là bao nhiêu đó rất khó tính tại vì thường uh, có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi và thu mua ở nhiều sàn khác nhau nhưng mà một cái tính đơn giản đó thì giá trung bình thường thu mua bitcoin trong vòng 4 năm qua là cái mức là khoảng chừng là năm nghìn bốn tính là chỉ tính từ tháng 3 của năm 2017 thôi tại vì tuy thường đã mua crypto trước đó nhưng mà không có mua theo cách trung bình giá cho nên cũng không có tính được thường chỉ tính từ cái mức là tháng 3 năm 2017 thì cho đến cái thời điểm ngày hôm nay thì giá trung bình thường mua là khoảng 5.449 và chúng ta thấy được là có một tài liệu khác hơn thì đã chia sẻ ngày hôm qua đó chính là cách mà các bạn có thể setup những cái alert ở trên crypto coin. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video liên quan đến crypto coin thì khi mà các bạn muốn setup những cái alert thì setup như thế nào? Đó chính là cái video mà Thuận đã đăng ngày hôm qua, cái video 970 Thì khi mà chúng ta nói tới Crypto Coin đó, thì bây giờ chúng ta đã xem cái chỉ số No Chúng ta bây giờ nói tới cái chỉ số Crypto Coin đi Thì các bạn thấy là chúng ta trước hết Chúng ta nhìn vào cái số lượng địa chỉ ví Bitcoin đưa Bitcoin lên trên sàn Thì các bạn đã thấy là cái đường màu đỏ bên dưới này đó chính là bao nhiêu địa chỉ ví đưa Bitcoin lên trên sàn Cái đường màu đen bên trên này là giá của Bitcoin Thì chúng ta cũng đã thấy là cái thời điểm ngày 15 Tây Có nghĩa là chúng ta thấy được là hồi sáng này đó các bạn đã thấy là cái số lượng Bitcoin đến từ nhiều ví để đưa lên trên sàn có mức giá là khoảng 56.000 đô lúc đó có rất là nhiều người đã đẩy Bitcoin lên trên sàn từ nhiều ví. Đây là một cái dấu hiệu các bạn thấy được là thường là những cá voi thì họ chỉ đưa tiền lên từ một số ví mà thôi tại vì cái số lượng đưa lên rất lớn cho nên họ đưa lên từ một số ví mà thôi. Bây giờ các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin đưa lên thì đến từ rất là nhiều địa chỉ ví chứ không phải là chỉ một số lượng nhỏ. Cho nên đây là dấu hiệu là nhiều nhà đầu tư riêng lẻ đưa Bitcoin lên trên sàn để mà bán thì đương nhiên đây là dấu hiệu chốt lời và chúng ta thấy được là trong vòng mấy tuần hồ qua đó thì sự kiện này cũng đã giảm số nghe là chúng ta không còn thấy nhiều địa chỉ ví đưa Bitcoin lên trên sàn nữa nhưng mà chúng ta ngược lại khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin đưa trên sàn so với cái số lượng rút ra đó thì thường zoom vào để thấy rõ hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này thì rất là rõ ràng các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nhìn vào là cái thời điểm là chúng ta bắt đầu zoom in đi thì các bạn thấy rõ hơn thì thường chuyển qua là cái biểu đồ tính theo là nến giờ thì chúng ta sẽ thấy là ngày 15 tây chúng ta thấy là cái lúc mà giá bitcoin là khoảng 59 60 000 đó có rất là nhiều bitcoin được đưa trên sàn và đây là cái thời điểm mà các bạn thấy là chúng ta có cái số lượng uh, bitcoin là 18 000 bitcoin 17.88 gần như là 18 000 bitcoin đã dư ra có nghĩa là cái con số được đưa lên sàn và được rút ra đó, đã dư ra có nghĩa là rất nhiều bitcoin đưa lên trên sàn và hồi sáng này cũng vậy các bạn thấy được cái đây không có lâu đó chúng ta đã có cái số lượng Bitcoin đưa lên trên sàn là không có nhiều bằng ngày hôm qua nhưng mà cũng có khoảng là 5.773 Bitcoin đưa lên trên sàn nhiều hơn là rút ra trong khoảng thời gian này cách đây vài tiếng đồng hồ thì chúng ta thấy được là chúng ta vẫn còn rất nhiều Bitcoin đang được đưa lên trên sàn đến từ nhiều địa chỉ ví các bạn thấy là cái số lượng người chốt lời thì vẫn còn tới khi nào tới khi mà không còn người nào chốt lời nữa mà thôi chúng ta không biết được là lúc đó là lúc nào cái mà chúng ta muốn thấy đó để thường cho các bạn nhìn vào một tài liệu khác là cái bạn nhìn vào tài liệu bitcoin ở trên sàn coinbase đi thì đây là cái dữ liệu cho các bạn thấy được là mỗi lần mà cái đường màu đỏ này tăng lên đó, thì chúng ta thấy đây là dấu hiệu là có người di chuyển sơn lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro và sàn Coinbase Pro là cái sàn mà chúng ta cũng đã biết là nhiều cá voi thu mua thì điều mà các bạn thấy rất rõ ràng là hầu như là cả tháng 3 này chúng ta thấy được bắt đầu ngoại trừ chúng ta thấy là ngày 8 tháng 3 đi sau đó chúng ta thấy được là trong cái thời gian là một tuần qua thì hầu như là không có động tĩnh là cá voi thu mua Bitcoin và rời khỏi sàn lần cuối cùng các bạn thấy là cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn đó là lúc này là cái giá Bitcoin là khoảng 50 50.000 ngàn Trước đó nữa là các bạn thấy là khoảng 46 000 Trước đó nữa là khoảng 47 000 Cái mà chúng ta muốn thấy đó là cái biểu đồ này cho các bạn thấy một cái đường màu đỏ cao lên Có nghĩa là chúng ta thấy được là cá voi thu mua ở cái mức này nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là cá voi vẫn chưa có xuất hiện Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mức giá 54.000 này đó Có thể là vẫn không hấp dẫn đối với cá voi Chúng ta thực sự là muốn thấy những nhà đầu tư lớn Như tổ chức đầu tư hứng thú với cái mức giá này Để cho chúng ta an tâm hơn Nhưng mà cho tới bây giờ họ vẫn chưa có xuất hiện Mặc dù là giá đã đi từ 61.800 xuống còn 54.000 ở thời điểm này Nhưng mà các bạn thấy được là những tổ chức đầu tư vẫn chưa xuất hiện Vẫn chưa có dấu hiệu là họ đi thu mua Bitcoin Và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác đi các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái đồng ổn định thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta tính theo là giờ đi thì trong vòng nhiều giờ qua các bạn thấy được là chúng ta cũng đã có thêm một số những đồng ổn định được đưa lên trên sàn các bạn thấy được là ngày 14 tây đó chính là cái lúc mà giá bitcoin đạt cái đỉnh cao hơn 60 000 thì các bạn thấy được là lúc này chúng ta thấy là có rất nhiều người đưa động định lên trên sàn để mà thu mua crypto thu mua bitcoin và các bạn thấy được là trong thời gian gần đây đó chúng ta cũng thấy có một số động định được đưa lên tuy nhiên không nhiều bằng cái lúc mà giá Bitcoin trên 60.000 vì cái lý do là không có nhiều động tĩnh đến từ cá voi, không có nhiều động ổn định thường thấy là đang được đưa trên sàn so với lại cách đây khoảng chừng là hai ngày nhưng mà cái số lượng Bitcoin đưa trên sàn đó thì lại nhiều trong thời gian mấy tiếng đồng hồ qua khiến cho giá cả tiếp tục bị áp lực đương nhiên là các bạn thấy là nguồn cầu không tăng mà nguồn cung tăng sẽ dẫn đến giá cả đi xuống đây là cái tình trạng mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa đây chính là chúng ta thấy được là cái số lượng động định ở trên những cái sàn thì tuy là các bạn thấy được là giá đi xuống nên đương nhiên chúng ta cũng đã Chứng kiến là có một số lượng đồ ổn định Đã được dùng để mà thu mua Bitcoin trong thời gian qua nhưng mà các bạn thấy là chúng ta muốn thấy là nhiều người Sử dụng đồ ổn định có sẵn trên sàn để mà thu mua Bitcoin chúng ta không biết được là cái giá đó là cái giá nào mà thôi Tại Đây là điều mà chúng ta đang chờ đợi xem coi là ở cái mức nào chúng ta sẽ thấy cái sự hỗ trợ đến và cái số lượng động định này sẽ được dùng để mà thu mua bitcoin để mà giữ giá bitcoin ở cái mức nào có phải là chúng ta phải chờ đợi đi bitcoin trở xuống cái mức là khoảng 46 48 ngàn hay không tại vì đó là cái mức mà chúng ta thấy là các voi rất hứng thú muốn mua chúng ta đã chứng kiến các voi thu mua rất nhiều lần ở cái mức là 46 tới 47 ngàn này có phải đây là cái mức mà họ muốn tiếp tục thu mua hay không? Có phải chúng ta phải chờ Bitcoin đi xuống còn khoảng chừng là 46, 47 thì mới có cái số lượng người mua mạnh đi vào hay không? Thì đây là một câu hỏi mà thường nghĩ đây chúng ta phải tiếp tục chờ đợi mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một tài liệu khác nữa đó chính là liên quan tới Coinbase Premium. Cái giá trên lệch giữa sàn Coinbase và sàn Binance thì các bạn thấy là rất rõ ràng để thường zoom và các bạn thấy là trong dòng thời gian gần đây thì chúng ta đang chứng kiến là cái giá chênh lệch rất là nhiều giữa Coinbase và Binance và cái giá chênh lệch âm các bạn thấy là ngay thời điểm mình làm video này là cái giá chênh lệch là tới trừ 102 đô có nghĩa là cái giá Bitcoin trung bình ở trên sàn Coinbase thì rẻ hơn là trên sàn Binance tới 102 đô có nghĩa là chúng ta không thấy cái lực mua ở trên sàn Coinbase Pro đây là cái dấu hiệu đương nhiên cũng cho chúng ta thấy là không có những tổ chức đầu tư xuất hiện để thu Bitcoin ở cái mức giá này bây giờ phần lớn hoạt động nó là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ cái lực mua bây giờ cũng đang đến từ Binance chứ không phải đến từ Coinbase Pro đi lên cái thông tin on chain mà chúng ta đã nhận được thì để tóm tắt lại các bạn thấy là tóm tắt thì chúng ta thấy là cái tình hình bây giờ đó là tình hình mà có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ đang chốt lời thì đương nhiên là họ càng chốt lời thì giá sẽ càng đi xuống chúng ta vẫn chưa thấy cái lực mua tăng lên và hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy sự xuất hiện của những nhà đầu tư lớn cho nên chúng ta vẫn chưa biết được là những tổ chức đầu tư họ sẽ thấy cái giá nào là hợp lý ở mức giá năm bốn ngàn này họ vẫn chưa có xuất hiện chúng ta phải tiếp tục chờ đợi mà thôi còn giá có thể tiếp tục rơi tới mức nào thì đương nhiên chúng ta không ai có thể đoán được chỉ là chúng ta không biết là những nhà đầu tư riêng lẻ họ sẽ chốt cho tới khi nào mà thôi tuy nhiên những người mà chốt lời chốt đến mức mà họ không muốn chốt nữa thì chúng ta thấy là cái lực bán sẽ giảm xuống và đương nhiên những người mà hoảng loạn bán thì đương nhiên số tiền đó sẽ được thu mua bởi những người mà đầu tư lâu dài hơn như là thuận và Như bạn thì chúng ta sẽ thu mua những bịch khôi đó thì đương nhiên từ từ lực mua sẽ giảm xuống cho nên các bạn thấy được là tốc độ giảm giá đã giảm xuống từ khi mà các bạn thấy là đi từ 61.000 đi rất nhanh xuống còn 54.000 nhưng mà bây giờ các bạn thấy là trong dòng mấy tiếng nô hồ hồi qua thì vẫn xây quanh cái mức là 53 54.000 chúng ta chờ đợi xem coi tình như thế nào và liên quan tới những thời đào đó thì các bạn thấy là Lloyd David sẽ đưa ra một, một thống kê là từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 28 tháng 1 thì những thời đào đã bán tổng cộng đó là 610.275 Bitcoin nếu chúng ta tính theo cái số lượng Bitcoin được đào mỗi ngày đó là khoảng 900 Bitcoin thì họ đã bán số lượng họ đào được trong vòng 2 năm qua có nghĩa là sao có nghĩa là cái số lượng này đã bán với cái mức giá là dưới 42.000 thì có hai điều mà là David muốn nói điều đầu tiên là cái số lượng Bitcoin được bán ở thời đầu có thể là họ đã bán quá sớm tại vì họ nghĩ là giá Bitcoin không thể lên hơn 42.000 nhưng mà điều thứ nhì nữa là họ đã bán cái số lượng lớn Bitcoin thì cái cơ hội là Bitcoin trong tay thời đào không còn nhiều nữa tại vì họ đã bán, gần như là 2 năm của cái số Bitcoin tích lũy rồi. Ở cái mức là dưới 42.000 cho nên nếu như mà giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng thì cái lực bán đến từ thời đào cũng không còn mạnh nữa tại vì họ đã bán quá nhiều trong khoảng thời gian là từ ngày 28 tháng 12 cho đến ngày 28 tháng 1, trong thời gian là 30 ngày đó. Và cho dù hôm nay là một ngày mà giá đi xuống mạnh nhưng mà chúng ta hãy zoom ra nhìn xa hơn nữa thì chúng ta thấy được cập nhật mới nhất của Plan B thì cái đường bên trên này cái đường xanh nhạt này đó chính là cái sự tăng trưởng giá của Bitcoin trong cái đợt tăng trưởng, đợt tăng trưởng này là đợt tăng trưởng của năm 2013 và bên dưới này màu xanh dương là đợt tăng trưởng của năm 2017 thì các bạn thấy được đợt tăng trưởng của năm 2021 này là chính giữa giữa cái năm 2000 17 và năm 2013 thì bây giờ chúng ta vẫn đang trên con đường tiếp tục tiến tới và ở cái mức giá 54.000 này mặc dù là nhiều bạn hôm nay thấy lo lắng thấy là không được vui tại vì giá đã đi xuống từ 64 000 còn 54.000 nhưng mà chúng ta vẫn đang trên đường đi tới 100.000 đô chúng ta vẫn không có bị lệch tuyến đường và bây giờ chứng đoán vẫn là từ tháng 4 cho tháng 9 năm nay thì dựa theo lịch sử trước đây chúng ta có thể thấy được giá cả Bitcoin lên tới 100.000 đô và đây là những cái thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều, nhiều giá trị trong cái video này. Một lần nữa, nếu các bạn chưa theo dõi Thuận Capital, thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái thông tin liên quan tới Telegram, Facebook và Twitter. Và đặc biệt như mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng Capital, thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm phí giao dịch 20% khi mà tham gia vào sàn Binance. Hay là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là các bạn được nhận những cái bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit, sàn LMT, uh, FTX, Binance US, Coinbase, BlockFi, ứng dụng cho vay lấy lãi và các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô khi mà tham gia thông qua lĩnh của Thùng Capital. và đương nhiên tiếp tục hoàn các bạn có thể nhận được 30 đô la credit nếu các bạn thông qua lĩnh của Thùng Capital, nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.